Xin chào quý cô bác anh chị cùng tất cả các bạn nhé. Đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình vừa đi ngang qua đây cùng với anh Quý là bí thư chi bộ của thôn Minh Phong. Thì có đi qua đây thì thấy anh Quý bảo là có một hộ gia đình ở trong thôn của anh ấy, rất là hoàn cảnh rất là khó khăn. Hai vợ chồng thì nói chung là không được bình thường. Đây vợ ở đây à anh? Vâng. Đây là vợ của nó. Vợ nhìn cũng chậm chạp nhỉ. Quá chậm luôn. Đi vào trong nhà xem nhỉ anh nhỉ. Anh đi vào trước đi. Đây là ngôi nhà của anh chị đấy. Anh Quý kể bảo là hôm nay mình đi vào đây thì chúng tình cờ ra đây nên là không mua được cái quà gì cho gia đình. Là nếu mà có dịp lên sau thì mình sẽ mua quà cho gia đình. À đây là con của chị đấy đấy à anh? Vâng. Nhà con, nhà chị con, đấy là con có mấy con? À con thứ ba à? Đấy. Đấy, con thứ ba của chị này. Bởi vì nó chết một con này. À. Con thứ hai chết rồi. Chị nhìn cũng chậm chạp nhờ. Anh nhỉ? Không biết nói đâu à. Không nói được tựa. Thế hai vợ chồng là không nói được à? Chồng là nói được ua ua một tí. Còn vợ là không biết một cái gì luôn. Đấy. Nay còn mà còn biết nấu cơm nhỉ? Đây đang nấu cơm hay sao đây? Đang nấu cơm. Chồng hôm nay là đi trông mẹ nó ở bệnh viện này. Chồng là đi bệnh viện rồi à? Cũng khổ nhỉ. Chị này nhìn chậm lắm. Không biết là chị này sinh năm bao nhiêu anh? Cũng không nhớ nhưng mà vào không nhớ đâu. Chín mấy. Chín mấy thôi à? Chín mấy thì chắc trẻ thôi nhưng mà nhìn chị cũng già mà nhỉ. Nhìn cũng chậm chạp. Sao chị lại cuốn cái khăn lên đầu này? Trời đang nóng. Trời đang nóng lại cuốn cái khăn lên đầu. Cô Tô à? À đây đây à, đây con gái của chị đây à? Chị mua cho con gái cả. Con gái cả chị đây. Con khôn tới. Cho cô gì mua? Thế là theo dòng gen hay sao đấy nhỉ anh nhỉ? Thế hai đứa con có bình thường không anh? Hai đứa con thì cũng già. Nói về gen thì cũng tỷ lệ thì cũng chậm hơn so với mọi người rồi. Thế là một gái hai trai anh? Một gái hai trai. Không biết là nhà có nuôi gì không anh? Không nuôi gì. Không nuôi trâu bò lợn gà gì không? Trâu bò không có, lợn không có. Nhà nhìn tan hoang thế nhỉ? Lộn xộn hết cả lên này, đồ đạc linh tinh này. Tivi kia chắc không dùng được này, bỏ không này. Lộn xộn quá. Nhặt cái của họ về đấy. Đi họ cho đấy. Đi nhặt cho họ cho à? Họ bảo là mày cứ lên đi cho mày làm xong một đấy. Không biết là có sử dụng được không, thế người ta cho là cứ lấy về thôi. Khổ thân nhỉ. Đi kể chuyện là họ ơi, mày xách cái tivi của tao đi, thế là xách rồi. Thế là lấy đi. Tất cả những cái đồ này là, những cái đồ lung tung này là toàn họ cho hả? Đi uống rượu chơi anh em trong làng cho thôi. Không có gì đâu. Gạo đây là gạo của học sinh. À đây gạo đây à? Gạo có một nửa tải nữa đây. Cô giáo vừa phát cho đấy. Đây là cô giáo cho anh. Vâng, cô giáo vừa phát cho học sinh ăn. Phát cho học sinh nghèo à? Đấy. Có một loại là cho nhà nước cho gạo cho hộ nghèo ăn Tết. Thế là bây giờ ăn như là gạo nhà nước trợ cấp thôi nhỉ? Đấy. Đấy xem là còn không? Còn một tí. Còn. Với cả một tải ở dưới này nữa này. Thế còn nhiều đấy. Là chắc phải gần 2-3 yến nhé. Có nghĩa là gạo này là gạo bao ở dưới làm bao gạo Tết à. Thế chị này là cũng không nói được cả tiếng Mông, không nói được anh. Tiếng Mông nói ua ua ớ. Anh thử hỏi mấy câu xem nào. Anh Quý. Ê, mảnh nè. Thổ tư tên là Chị Pô à? Chị Pô à? Không biết. Chị nhìn chậm chạp nhờ. Chậm à? Người chậm mới lấy người chậm chứ. Thế là chồng cũng thế này à anh? Chồng cũng thế đấy. Khổ thân nhỉ? Hai vợ chồng. Chồng chậm thì nó vẫn cứ đi lấy vợ chậm thôi. Nói chung là nồi nào úp vung đấy. Đấy.
Đâu à? Chả biết là đang đun nước làm gì đây. Đi làm cả ngày, mình đi làm một tiếng đồng hồ bằng nó đi làm cả ngày rồi. Thế à? Chỉ đi làm cả ngày bằng anh đi làm một tiếng đồng hồ rồi. Bác gì lọ? Chị nói cũng chậm mà nhỉ? Đấy, nói chậm mà. Nói chậm, chân tay chậm. Ta xem đằng trước nhà chị xem nào, đằng sau bên này. Nhà không có cái gì nhỉ anh nhỉ? Không có cái gì. Lợn không có, trâu không lợn có. Lợn không có, trâu không có. Có cái gì ạ? Đấy. Nhà lộn xộn quá, đồ đạc để linh tung hết này. Không biết là những cái này ai cho nhặt về hay sao mà bao tải này nọ vứt lung ta lung tung hết này. Nhà quá xong là anh em ơi, cái đầu thơ của anh em ấy mà thôi. Thế bây giờ nhà này là có mấy khẩu anh? Nhà này có 6 khẩu. 6 khẩu cả. Thế là còn có một bà nữa cả. Ba đứa con này với hai vợ chồng với bà mẹ nữa. À là 6 cả. Bà mẹ bây giờ đang ở viện hay là thằng chồng này đang đi đi chăm. Chăm cho nó. Thế đi ở viện là cũng phải có người đi theo cùng đấy nhờ. Ôi, đi theo chứ. Đấy, vừa với anh Quý, bí thư của thôn Minh Phong. Vừa đi qua đây thì anh bảo trong này có một hộ khó khăn lắm. Nên là vào quay cho các bác cùng xem. Còn những cái này là họ gửi cho. Không biết là, chả biết anh ấy đi nhặt cái giờ đồ thì lĩnh tinh để vứt ở nhà nhờ. Đây. Lúc thì lốp xe, lúc ngoài thì xăm xe. Như hiểu là thợ sửa chứa hay sao đây. Trong này này, loa này. Không biết là những cái đồ này có dùng được không nhỉ? Loa, chai, lọ này. Lộn xộn thật đấy nhờ. Các kiểu luôn, quần áo vứt lung tung chưởng. Đấy, còn có cả đài pin này. Sạc điện thoại thì không biết là nhà dùng mấy cái mà mình thấy hẳn mấy chục cái sạc điện thoại trong nhà rồi. Này, trên gác còn có cả âm ly, có cả cái gì nhỉ, đầu thu nhỉ anh nhỉ, đầu chảo ấy. Đi, cứ bảo hiểm đấy. Đi chơi ở đâu là họ cho cái gì nó cứ lấy về nhà thôi. À, thế đó. Đi ở đâu? Đấy, đi đến đâu là họ cho cái gì nó nhặt về nhà. Thảo nào trong nhà cứ đầy nhiều đồ linh tinh thế. Bây giờ trên gác không còn một cái gì. Nhà nó bây giờ hiện tại sống hay mùng bao gạo của nhà nước cấp cho đây. Chẳng biết là... Thế chắc cũng có gạo nhà nước thôi, không cũng chả có gì ăn nhỉ anh nhỉ. Còn một cái gì rồi. Hai vợ chồng là được tiền nông chẳng biết kiếm đâu, bây giờ đang tính là chẳng biết hết bao gạo này thì ai sẽ nuôi nó đây. Vâng. Đấy. Không biết là hôm nay nấu cái gì ăn đây. Không thấy nấu cái gì nhỉ. Bát đũa để lung tung quá nhỉ. Lộn xộn quá. Lung tung chưởng hết cả lên. Đấy. Cái kẹp kiếc này, bát này. Đũa rơi lềnh xẻng. Đây. Không phải chê đâu nhưng mà thực ra đúng thực tế luôn này. Hôm nay đúng quay video này là tình cờ với anh Quý là đi qua đây. Thế là anh bảo là trong này cũng có hộ gia đình khó khăn nên là vào quay cho các cô các bác xem thôi. Thấy anh bảo là hai vợ chồng không được bình thường. Bây giờ để ra ba đứa con không được bình thường. Khó khăn quá. Anh Quý bảo là này. Nhiều cái bảo là đi ra chơi rồi người ta cho cái gì thì cầm cái đấy về nhà. Nên là bì lợn à? Cái này bì lợn nhỉ? Anh nhỉ? Bì lợn này chắc cũng người ta cho thôi. Cho họ mua về họ cắt cho nó lấy về. Ờ, đúng rồi. Họ thương ấy, như kiểu là cũng biết là người thế này thế kia đây. Trong làng này. Họ bán xong là họ lấy cái bì này về cho này, là treo lên gác bếp này. Thế là khổ nhỉ. Thế là nhất hai bao gạo này không biết phải ăn cái tên gì. Tên là gì đấy anh? Chị này tên là gì? Chị vợ nó tên là Kía. Kía. Kía và thì Kía. Còn chồng là? Chồng là Giàng Thanh Hòa. Giàng Thanh Hòa. Vàng thì Kía. Cũng khổ thân nhỉ anh nhỉ? Không biết nói. Không biết nói. Nấu cơm. Đấy. Bếp nó như thế đấy.
không có không có cái gì để moi cái kiền, bây giờ bắt đầu phải kê cái này nữa. Đây hai thanh sắt xong là cho hai đầu bê tông ở hai đầu. Không biết là trưa nay ăn cái gì nhỉ? Anh thử hỏi xem là trưa nay ăn cái gì? Ăn cơm với cái gì? Ta xuống đến ông mua xe đấy chị à? Dâu thịt lề xe. Dâu thịt lề dâu đấy chị à? Chống ăn trưa nay ăn cơm với dầu ngót. Với rau ngót à? Với cành dầu ngót. Đâu mà thấy dầu ngót chẳng thấy con đâu. Đâu rau ngót đâu. Không thấy mà nhỉ? Nó bảo thế chả đấy. Chú làm ở trong này không có cái dâu ngót nào mà. Còn thuộc toàn rẻ hơn à? À, ở bên kia à? Hết hai bao này thì phải ăn cái gì á? Chipo à? Chipo à? Lại không biết là chipo à? Chipo chị bốc là không biết, chỉ có biết nói có chị bốc. Sao lại chị ấy sao lại cứ chùm cái khăn ở đầu nhỉ? Đây là cái chăn chứ không phải khăn đâu, mà là cái chăn bé đấy nhờ. Chăn trẻ cuốn trẻ con đấy. Tát hết mồ hôi rồi. Nó thích làm thì kệ nó. Lại thích cua mùa hè, lại thích cuốn khăn lên đầu. Đấy, đứng nghiêm chụp ảnh. Được rồi, đi nấu cơm đi. Tưởng chụp ảnh cứ đứng nghiêm. Khổ thân. Khó khăn đấy. Anh bảo chị ấy bảo là hôm nào úp cái rửa bát xong úp sạch vào để gọn gàng vào, bảo thế bung tung quá. Búa rơi đây rồi. Mới rửa hả? Mới sồn rửa hả? Rửa thư chị hả? Anh bảo chị ấy bảo sao? Nó bảo thế thôi. Đấy, dọn sạch sẽ vào. Sợ thật. Thôi nhà anh Quý nhỉ, để anh em mình đi nhỉ. Đi thôi. Hôm nay em lên đây thì cũng không được mang cái gì lên. Thôi thế thôi. Cũng không có quà gì. Chúng mà biết anh Quý. Vâng. Không thì mua một bao gạo hay thùng mì hay là ít đồ ăn lên, nhưng mà để hôm nào qua thì em lấy vào sau cũng được. Mù chê. Mù chê là. Mù chê là. Đấy, mặt được sóng luôn. Mù chê. Mù chê. Cái này nặng này. Vâng, xem nặng mà. Nhà có ở cái chuồng lợn này dưới này là của ai đây? Của nó nhưng chẳng có cái gì đâu. Không nuôi nữa. Không biết nuôi. Không biết chăm à? Khổ thật nhỉ. Mù chế. Đấy, lúc đấy cứ đứng, mình về cứ đứng cái cầm cái nồi từ lúc của dân. Về đây nhỉ, anh nhỉ. Đấy, vừa quay qua cho các cô các bác xem. Hôm nay là tình cờ đi qua đây thôi, nên là cũng không mua được gì cho nhà anh chị đấy. Hoàn cảnh thì hai vợ chồng thì ngơ ngơ ngác ngác. Đấy, không phải nói thực tế là như thế. Bây giờ sinh ra ba đứa con cũng chậm chạp, khổ thân.